Hello, everybody. Hello, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một em game One Piece màn hình đứng nha các bạn. Hải Tặc Đế Vương hả? Đấy, tên này là admin đặt nên là Health để ý nha. Rồi, đầu vô chạy nhiệm vụ tân thủ. À, nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta đã nhận được full level 117. Rồi vé nạp 1 tỷ bạc, 1 tỷ A-Ship, 200 triệu kim cương các bạn ơi. Rồi, không biết bản này là bản nào hả? Ôi giời ơi luôn, ngon lành nha. Rồi, lên nè. Rồi, vậy là phải chạy nhiệm vụ tân thủ rồi các bạn à. Rồi. Cái này thì để đây tí chúng ta tính tiếp ha. Bây giờ ăn được cái này luôn. Nào, lên VIP 20 luôn. Ngon lành. Rồi, bây giờ đến với thông tin server cái đi. Đó, cho nhanh gọn lẹ cho anh em nào có gấp thời gian thì vô luôn ha. Đây. Hải Tặc Đế Vương. Open S1 Luffy 18 giờ ngày 25 tháng 11 2022. Phiên bản update tướng 100 sao. Cấp tướng 9900. VIP 99. Dự kiến upload tướng mới skin ha. Và When of the Sea gì nè. Vào năm 2012. Đó. Game phát triển trên Android và giả lập PC. Hai phiên bản Việt và N. Tải game và đăng ký tài khoản tại link nè hả. Đăng ký tài khoản tại web. Trước sau đó vào game đăng ký lại như web để kết nối. Tham gia sự kiện like share nhận quà nè hả. Phần quà like share 100.000 xu web. Đó, code tân thủ 1, 2, 3, 4 code. Các phần quà đầu game đã được cài sẵn trong game. 200 triệu kim nguyên kim cương, 1 tỷ vàng, 1 tỷ A-Ship, level 117, 200.000 đá tăng bậc, thẻ tăng VIP 22. Nhận sau khi khiêu chiến thành công ải 1. Phần quà tích nạp tại trang chủ 100.000 bằng 100.000 xu web. Thông tin nạp gì đây, 100.000 nhận 20 tướng cấp, 1.000 tùy chọn. Barely nhận này bao nhiêu đây, 200 triệu. Rồi A-Ship, rồi cống hiến thẻ đột phá, rồi food 9 sao 10 sao siêu cấp chiến kỹ, rồi rất nhiều hả. Max là bao nhiêu đây, 1 triệu, được 50 sao cấp 1.000 tùy chọn đó. Rồi food, rồi siêu cấp kỹ năng kỵ sĩ, rồi phiên bản mới ha, chỉ mới có một server đầu tiên thôi. Ok, đi xin quà like share coi có chưa. Rồi chạy xong nhiệm vụ mà chưa thấy admin trả lời nên thôi chúng ta vô luôn ha. Còn anh em nào có chơi thì nhắn tin admin like share để nhận quà là 100.000 xu web nha các bạn. Đó. Viết code. Rồi Đế Vương Luffy. Rồi đây code nè ha. 4 code tân hữu. Ok, nhập code thành công. Nhận được gì đây? Wow, hai tướng Uta và Sách Long Roger mà này Uta nè hả. Ok, vậy code có thể là những phần quà ngon hả, ví dụ như tướng hả. Trời ơi, giờ chuyển qua trang bị 5 sao buồn dữ à. Rồi, quá buồn luôn. Hai cái này cái gì đây, gì xu may mắn. Rồi ô hồn 9 sao được 10 cái. Nào cái đó được đấy. Rồi hồn 10 sao được 10 cái luôn. Rồi huấn luyện trái cây hả. Ok man.
Rồi lượn một vòng coi, điểm danh hàng ngàn, nhận đá hức tỉnh, thẻ tháng, thẻ tuần. Rồi mỗi tháng, rồi quỷ nè ha. À quỷ này cũng không có gì hết. Rồi hoạt động, VIP, sum đồ các kiểu. Gói giới hạn, tóc biến, tiêu phí nè. Đây những phần quà tiêu phí là có gì đây? À, có kim cương, có vàng, rồi có A-Ship, các kiểu con đà điểu. Để coi mát là bao nhiêu ta? Mát là 2, 4, 6, 8, 500 triệu hả? Ồ, tộc chiến, quỷ trưởng thành, di tích. Rồi vô nhận quà VIP 20 nè hả? Đâu rồi? Đây, quà VIP 20, đó. Rương chọn hồn 9 sao, 10 sao, rồi rương chọn tướng, rồi các kiểu con đà điểu hả? Nghe nói là chuẩn bị update tướng mới nhất nữa hả? Nhưng mà chưa biết sao. Nào, và đây là hai con tướng mới nhất hiện nay nè hả? Uta và Roger nha các bạn. Đó. Ok, lạ luôn. Đây, đây, này gì đây? À không biết nó bị gì nữa. Không mở ra ta. Ờ chắc nó bị lỗi gì đó. Để nó để nó đi. Rồi đó để nhắn tin admin sao ha. Rồi rồi rồi. Đây có mạnh tướng đồ. Ờ nâng thử con Roger coi. À đây bây giờ nó đã hiện đúng là Roger rồi nè các bạn. Đó ok lên chơi chơi. Nào nay chúng ta có con game mới để cho anh em bảo quẩy ha. À, đúng chất là không phải là game là thể loại mới hay là gì. Nhưng đây là game có server mới. Server đầu tiên ha. Ít một luôn nha các bạn. 18 giờ ngày 25 ha. Đó. Rồi ok man. Để con Roger vô thử rồi. Có hiện kỹ năng không ta? Đó có kỹ năng nha. Đó ok ok liền. Còn để coi con Uta. Đâu rồi. Con Uta. Ủa sao không quay ra được. Ai đâu. Đâu rồi Uta. Uta đây. Nọ nọ nọ. Tới luôn bầu ơi. Không biết open có thêm event event gì không ha. Nhưng mà hiện tại vậy thì đã nhiều lắm rồi. Đó. Rồi, rồi, rồi. Ok nha. Rồi, tăng sau thì để đó đi. Thấy mấy con này tăng cũng dễ mà. Đó. Ok, ok. Ủa, khiêu chiến chưa? Đây, giờ khiêu chiến nè. Đó. Ô, kỹ năng đẹp chưa? Wow. Ồ, ồ. Để. Đem hai con này vô đấu trường liền là biết liền chứ gì. Ok. Đang nhận 3 hả? Đó. Ủa nó kích về bơm máu hả? À. Thì ra là em nó đi bơm máu các bạn ơi. À bơm máu với búp khiên. Ôi trời ơi. Nè hiện tại thì server chưa có ai hết nè. Đó. Đang trong giai đoạn test nên heo vào heo quẩy nè. Quá ngon anh em ơi. Đó, 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 ok nha, ok luôn nha. Đó, quéo quèo luôn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, vô quay tướng thử coi. Vé nguyên tố, 600 trong này. Rồi, đây. Thường là ở ngoài này nó sẽ ra những con tướng mới. Robin, mũ rơm, ô vô rô, ủa. Rồi, một lần quay mà được 3 con hả? Trời trời, tỷ lệ cũng hợp với ta. Không biết là lúc sau ra sao nhưng mà ấy vậy là tỷ lệ cũng ngon nè. Rồi xong luôn. Mới khen luôn, đậu xanh đó. Bây giờ ta nói đừng có khen. Khen cái làm té khen liền. Trời ơi. Khen một cái là té khen liền. Rồi hoạt động VIP. VIP sum rồi VIP sum 3 hả? Rồi quà triệu hồi. Để coi nó sum nổi không? Không nha. Ok, lần nào thì cũng có tướng 5 sao hết à.
để khen tiếp đi coi nó có té khen không. Vẫn ra đường tướng năm sau này. Rồi sum 2 quà triệu hồi. À triệu hồi ở ngoài nó có quà luôn nha các bạn ơi. Rất nhiều quà triệu hồi ở ngoài luôn. Ồ ngon rồi, ngon rồi. Tổng là 300.000 lượt chiêu mộ ha. Dạ auto cũng tới chiều à. Rồi còn auto cho nó tự xóa nữa. Còn nếu mà nó tự xóa không được thì chúng ta phải xóa bằng tay thì nó sẽ lâu hơn ha. Okay, trên này là tỷ lệ quay tướng nè. Ồ trời, Sierra Hoshi là tướng hiếm mà quay ra luôn hả? Wow wow wow. Sierra Hoshi là nằm trong nhóm tướng hiếm á, hơi tướng không có trong vòng quay nha, mà ở này ra luôn. Vậy là heo nghĩ là mấy con tướng mới rồi là sẽ có trong này nha. Nào, hy vọng đi, hy vọng đi. Hết hồn, tưởng con Luffy kia. Ok, Sengoku, Chopper. Cái gì đây? À, Doflamingo, rất nhiều ha. À. Rồi, cái này thì tới đây anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo để dưới phần mô tả cũng như là dưới phần bình luận của video nha các bạn. À, anh em nào có chơi thì tải về. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Đó, mấy cái này thì anh em biết hết rồi. Còn gì nữa đâu. Đó. Cho nó đánh im trận nữa nè. Đó, con này bút máu, bút kiên. Đánh ở trong này thì dư sức rồi. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha. Ok, bye bye. Vừa tính tắt thì admin đã cấp su cho chúng ta rồi. Sẵn thì vô chợ và mấy thứ khác chúng ta review thử hả. ATK tối thượng gì nè. Đó, cái ác quỷ rồi rất nhiều hả. Vé quay tím nè. Đó, rồi có tướng mới không ta? Ây, tướng mới thì lại không có. Ủa skin râu trắng sao vậy? Jumper, tử hoàng, Kaido. Đó, rất nhiều tướng bán hết trong này hả. Giá còn có 1.000 xu à. Chúng ta có 100.000, chúng ta có thể mua mấy con này cả trăm con về để up đó chứ. Wow, tỷ lệ cũng khá rẻ nha, được đấy. Nhưng mà cái hơi quan tâm là cái phần đập trứng nè hả. Đó. Để đập thử cái rồi. Hay ship anh hùng. Thánh cũ. Rồi thánh cũ. Kim cương. Kim cương. À đây 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 đây, thánh vũ đồ nè ha. Rồi rồi rồi. Em nằm lại. Ra nhận quà coi. Đó. Này gì đây? Đây là thánh vũ hay gì đó. À cường giả ký ấn hả? Ấn ký hả? Wow, kim cương nè ha, rất nhiều A-Sep đồ luôn. Nào, có được đấy. Để coi nhưng mà nó tốn bao nhiêu. Trời à, tốn cũng rẻ các bạn. Lần có 100 xu web à. Trời ơi, được nha. Rồi nạp tiền vào game đây. Không phải đổi xu vào game. Đây đổi gì đây? Đổi xu vô trong game để mua đồ mấy gói trong game đó hả. Ok ok. Rồi cái này thì chắc là đổi vô là anh em biết mua rồi. Cái quan trọng là cái phần đập trứng thôi. Đó, heo thấy đập trứng khúc này cũng ok nè ha. Đấy, đấy, mình đập hết đi. Trời, lần có 100 mà. Thì anh em tính đi thì ta đập thì đó, nãy giờ mà chưa được 2.000 nữa thì tính đi, ngon lành quá còn gì. Ok, đây thêm cái nữa. Trứng vỡ không thể lắp lại hả. Đây, đây. Đó, ok nha, ok nha. Đó, ra để coi coi được nhiêu nè. Đó, rất nhiều luôn, 10 triệu rồi ấn ký rồi A-Sep đồ ha, ngon đấy. Rồi đâu rồi, chợ để ra mua thử tướng rồi. Ở đây trang bị tối cao, tối thượng nè ha. Đó. Đâu rồi, ví dụ như bây giờ mình mua đây, mình mua con này. Mình có 98 hết 1 97 đi. Ok. Ủa sao 97 nó không vô ta nè.
Ủa số lượng à, số lượng tối đa là chỉ có 3 thôi hả? À. Ở vậy thì chúng ta mua tới mua cũng hơi bị lâu à. Ok ok man. Tưởng đâu là mua một lần thì được mua hết anh em. Trời ơi, rồi để coi coi mình còn bao nhiêu xu. Rồi, đây còn 40 mấy xu rồi hả? Trên này mình mua hồn nè ha, hồn 9 sao nè, skin Big Mom đồ nè ha. Đó, rất nhiều luôn, mua hai cái này thôi là thấy cũng đây, đó, ok, hồn 9 sao đồ nè. Đây, Yoro nè, ok, nhận hết một lần đi. Rất nhiều luôn, đó, hướng dẫn anh em nhận quà, like, share và nạp vào game luôn rồi nha. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ là tạm biệt thiệt á, ok, bye bye.